Hello. Hello. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với AOL làng nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series thách đấu top đầu anh em ơi. Vẫn là series thách đấu top đầu quen thuộc và ngày hôm nay sẽ là màn đối đầu giữa Lê Chí Linh và Sát Trương Quang Thanh trong kèo đấu solo xiên random anh em ạ. Vâng, chấp xiên. Kèo chấp xiên, một kèo đấu khá là hot thời điểm hiện tại. Nhưng mà rất nhiều kèo chấp xiên diễn ra. Thì ngày hôm nay thì top Lê Chí Linh sẽ thử sức với Sát Trương Quang Thành kèo đấu này. Lê Chí Linh sẽ random, còn bên kia thì anh Trương Quang Thành sẽ cầm xiên. Và ngay trong trận đấu đầu tiên thì ra quả Katha. Katha thì nó là một loại quân rất yếu đấy nhá. Rất yếu. Xiên Katha cũng có kèo xiên Katha thì nó sâu hơn cả kèo xiên random khá nhiều. Thì trận đấu đầu tiên của kèo này ra luôn Katha. Nhưng mà có lẽ trước khi bước vào với trận đấu đầu tiên thì em xin phép chia sẻ một tên để anh em có thể vào theo dõi được đông hơn. Ngày hôm nay để xem Lê Chí Linh đánh kèo xiên random mà đánh thế nào nào, để chúng ta cùng xem nhé. Đây rồi, chờ tí mọi người ơi. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho kèo đấu chúng ta một lượt like, một lượt chia sẻ anh em nhé. Một kèo đấu khá là hay, đổi mới một tí, tại vì là gần đây toàn là kèo solo random giữa các top, thì hôm nay thử một kèo chấp xiên random cho nó là lạ một tí, đổi mới một tí, anh em xem cho nó đổi gió xem tình hình nó có thực sự là hay với kèo đấu này hay không. Đây ok nha anh em ơi, trận đấu đầu tiên là Katha anh em ạ, một loại quân khá là yếu luôn. Và ngay trong trận đầu thì gầm luôn con Katha này, xem cụ có thắng được không. Nếu mà trận đầu này mà thắng được thì khả năng kèo tươi, còn trận đầu thua thì kèo cũng chưa biết thế nào, bởi vì random nó ra có thể là quân đỏ, có thể quân đen. Đấy, như Katha là đen đấy thì nó ra AC chẳng hạn, hoặc là ra thậm chí ra cả xeng nữa thì là thành quân đỏ. Ra AC ra xeng thì gần như kèo này là khó cho người được cầm xeng, bởi vì là con AC con xeng thì nó xeng thì là cân rồi, nhưng mà AC nó cũng không thua xeng mấy, kể cả là phô cũng chả thua xeng mấy. Đấy, nên là cái kèo chấp xeng này khá là xeng random cũng khá là căng đấy, nó cũng là quân bài may rủi thôi, cũng chưa biết thế nào. Vậy trận đấu đầu tiên thì anh Trương Quang Thành là người lên đời sớm hơn với con giò có công. Trận này thì em sẽ theo dõi cả hai bên, tại vì dạo gần đây em hay được chấp xeng nên là em phải theo dõi cả hai người cách đánh như thế nào, mình về mình học hỏi, mình còn áp dụng. Đấy, mình vừa được chấp xeng lại hay đi chấp xeng người khác. Hôm ra bây giờ xem cả hai máy, cả hai bên để xem cách đánh họ như thế nào, về còn học hỏi anh em ạ. Đấy, người cầm random thì chắc chắn cửa trên rồi, nhưng mà người cầm xeng phải có đấu pháp hợp lý trong kèo đấu ngày hôm nay. Chứ còn chúng ta không thể đánh kiểu thuần như kiểu random được. Thuần random thì con xeng thường sẽ là cung R kẹp lạc đà thổi phù nếu như gặp con chém chẳng hạn. Nhưng mà kiểu đánh cửa dưới ấy, thì chúng ta sẽ có những cái bài kiểu như là chuyển cung A. Đấy, đánh kiểu cửa dưới và chuyển cung A, hoặc là có những bài lên 4 chẳng hạn, hay là như thế nào đó. Phải xem đã mới biết được. Em dạo ở đây đánh kèo xem Katha thì hay đánh chuyển cung A. Chứ còn đánh cửa dưới mà mình đánh kiểu ngang phớ với họ là nguy hiểm phết đấy. Đội tốt mà đánh ác lắm. Đây này, xem lên đồi sớm nhưng chưa ăn được con dân nào của người cầm Katha đâu. Một tí nữa thì Katha sẽ ra ruộng. Đây cũng là cách đánh chấp dành cho những cao thủ. Không biết kèo này có ngày hôm nay thì idol Nguyễn Chí Thanh có đang xem không, thì anh có thể học hỏi Lê Chí Linh kèo đấu top này để về còn đi chấp tiếp. Anh Thanh là lần sau gặp em coi chừng đấy. Hôm nay em xem xong kèo này thì tự tin luôn. Và một tình huống thủ phù ra, nhưng mà bên này thì anh Trương Quang Thành có một tình huống tách lạc đà khá hay.
nhưng mà liệu rằng có mất con lạc đà này không, đâu khả năng vẫn mất anh em ạ. Đấy, không ăn được con dân luôn, rất khéo anh em ạ, kiểu đánh cửa trên đấy, tâm ra tay chân ơi, cảm giác nó dễ dàng hẳn. Nhìn Lê Chí Linh đánh với cả Phương Tú các kiểu thì cảm giác rất là căng thẳng, nhiều khi thao tác nó bị nhanh quá nên là nó bị lỗi, nhưng mà cảm giác đánh với cả người cửa dưới thì lại đánh một phong cách rất là chậm rãi, đánh chuẩn đấy, chậm đâm ra nó chuẩn hơn. Nhiều khi đánh chậm này lại là hay đấy, chứ không phải lúc nào cũng nhanh là hay đâu anh em ạ. Thật ra mấy ông đi chấp người ta cũng có cái cơ sở của người ta để người ta đánh kèo này, còn người được chấp thì cũng phải tận dụng tối đa cái sức mạnh của con sen để mà chơi trong cái kèo đấu chấp sen random này. Kèo này càng anh em càng không đơn giản đâu, không đơn giản cho cả hai. Hai cũng càng hết, phải xem có lẽ là một kèo đấu mà nó cân tài cân sức đấy nhờ. Bên kia anh Trương Quang Thành đấy tên là Nhật Thổ, còn Lê Chí Linh thì vẫn là Lê Chí Linh thôi. Vâng, như vậy là bắt đầu khung nhà và chuyển sang khung lừa kẹp lạc đà, nhưng bên này sẽ là trâu lạc đà lên hay là chuyển công an bộ đáo đây. Trâu lạc đà lên được anh em, khung lừa kẹp lạc đà thì lạc đà cá tha đông chả sợ đâu, không cần phải chuyển công an đâu, nhưng mà để xem ông Linh ông ấy xử lý như thế nào. Vâng, ruộng quấn rất đẹp, vừa khung nhà và vừa có thực đều để có thể sóc lạc đà và chưa vội vàng để có thể tăng L đâu. Anh em có thể thấy người ta đánh cửa trên kìa, vẫn chỉ là một L một P thôi, ra dân đều đã, tí nữa lực khỏe hẳn thì bắt đầu mới tăng L sau. Còn thường thì người bị chấp ấy thì người ta sẽ vội hơn và sẽ phải tăng nhà quân sớm hơn, đâm ra phát triển không được khỏe. Đó, nên là kèo cũng căng anh em ạ, không đơn giản. Nhìn Alo, vừa nãy bị mất mic một tên anh em ạ. Đây, vừa chỉnh lại tên, may anh em nhắc. Ok, cảm ơn anh em nha. Chủ tịch khỏe ra về chiều tiếp kèo. Ok anh ơi, kèo này mà xong sớm chiều anh em mình xúc luôn. Đang đấu dở với idol toán hôm qua thì vâng, ốm ra, đấy là phải hoãn kèo anh em ạ. Rồi, ok rồi, mic ok rồi anh em ơi, vừa chỉnh lại, vừa bị mất mic một tên. Quay trở lại với kèo đấu này, Lê Chí Linh sắp lên 4 rồi. Bên kia thì hiện tại vẫn đang đánh thủ, bên này đánh rất chủ động luôn, giả vờ mang lạc đà đi thiêu nhưng mà thực ra là câu giờ để lên 4 thành công và sau đó chuyển sóc hot nâng đào vàng 2, đánh rất khỏe đến từ Lê Chí Linh, rất chủ động, cửa trên hẳn đấy anh em ạ. Kèo chấp xe không đơn giản một chút nào, em đánh nhiều bây giờ em quen lắm rồi, đừng có bảo sâu nhưng mà thực ra đánh với top không sâu tí nào đâu, nó nông thôi. Nền 4 hay quá nhở, ai già già nền 4 sớm quá, càng phết anh em ạ, làm nào đây,
Chào sếp Nguyễn Minh, chào sếp Văn Trường. Xin chào Idol Toàn, chào sếp Mảo Xích Ê. Chào anh Nguyễn Trung nhá. Rồi, chào tất cả anh em. Kèo đang hay quá anh em ơi, cuốn cuốn thật sự. Anh em đừng quên bổ quả like, quả chia sẻ, cũng như là quả vâng theo dõi fanpage anh em nhé, ủng hộ cho kèo đấu ngày hôm nay của chúng ta. Những lượt like rất là quý giá, quý giá. Đúng rồi, trình mà giờ cân cân thì gọi là sâu, còn trình mà lệch thì hoài phết. Đây này, bây giờ nhìn thấy Kata lên 4 thì Seng đang vội vàng đẩy lên, nhưng mà em nghĩ là vội vàng đẩy cũng không giải quyết được nữa, bởi vì là bây giờ họ đã có hot rồi. Có lẽ anh nên ở nhà anh cũng lên 4 một tơn, cũng lên 4 một tơn, sau đó đánh đạp, chuyển đánh đạp được thì ngon. Nhưng mà bên kia đang hơi ít dân anh ạ. Trận này Seng tập trung chuyển cung A nên không sóc được nhiều dân. Đây Chí Linh, chính nhà đánh rất chuẩn bài đấy. Nhìn thấy Seng lên cung A phát là về lên 4 luôn. Mà trận đầu tiên vào Kata mà nó khó này thì không biết là tí nữa vào những quân tuyển thì còn căng nữa anh em ơi. Không hề đơn giản chút nào. Cơ cấu gớm thật à. Bảo rồi đánh với cửa dưới thì cảm giác đánh nó từ từ, nó chuẩn lắm. Nó không phải vội vàng, nó ra càng chậm càng chuẩn anh em ạ. Chứ còn đánh với, nhiều khi đánh với mấy ông top trên cứ đánh cứ nhanh làm nó không chuẩn. Chứ bây giờ đánh chậm mà chuẩn lắm. Cơ cấu các kiểu gọn gàng. Ê, nâng bản đồ em đi. Rồi. Làm cái lửa cái bắn chặn cái, đầu máu đã có rồi. Full công nghệ sau đó thì sẽ đẩy một tơn to. Chiếm lại vàng. Đấy, điểm yếu Kata trong mắt mà đấu này thì sẽ là vàng. Nhưng mà với ngần này hot thì khả năng thì Chí Linh sẽ đi chiếm vàng được thôi, chiếm vàng ăn vàng sau đó là sóc thêm hot thôi. Đơn giản là như vậy. Rất khó khăn. Anh tranh Trương Quang Thành trong trận đấu đầu tiên có lẽ là anh chưa bắt nhịp được với kèo đấu này, nên là trận đầu test tay, trận hai thì anh sẽ bắt đầu thể hiện chính mình. Nhưng mà nói thật là cái bài Kata trận này cũng đẹp, Kata trận này lên đời sớm lực ok nên là cũng khó thôi. Nhiều khi cầm con Kata lại dễ đánh hơn là những con khác ấy. Ví dụ vào Babylon các kiểu bài nó thay xấu, lại không thể có nhiều quân đấy, có cung A các kiểu đấy, nhưng mà Babylon nhiều khi đánh không bằng Kata đâu. Đấy, cái kèo chấp này này, nên là tí nữa đan đầm vào quân khác có khi lại ngon hơn, chứ vào Kata bài đẹp thì khoai phết. À, có một tình huống đổi nhà khá hay nhưng mà chắc là cũng không thể tạo ra sự khác biệt được. Đây Chí Linh thủ quá dẻo và quá tự tin bình tĩnh. Có một dành cho Idol Nhật Hồ 1-0 ở trong trận thi đấu đầu tiên này.